xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết điều phải làm. Chúa Giêsu là đúng giờ lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận một bệnh nhân mới là bị gút. Cầu xin Chúa chúc lành cho người anh em của chúng con để họ được mạnh khỏe sau thời gian điều trị ở đây, để người anh em này trở về quê hương, họ sống những năm tháng còn lại phục vụ cho xã hội, phục vụ cho đời, phục vụ cho gia đình, phục vụ cho vợ con. Xin cộng đồng mạng hãy cùng với cha để cầu nguyện cho người bệnh nhân này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô của chúng con. Amen. Cha nhà con. Xin mời mọi người. Lần đầu tiên mình nhận một bệnh nhân của địa phương. Xin chào ông Tám, chủ tịch chữ thập đỏ. Chào chú Năm. Chào anh Chính nha. Coi như là chúng ta làm việc chung thường xuyên, chúng ta cũng từng ký cho các bệnh nhân mà ở các tỉnh khác, ở các nơi xa từ Hà Nội dài tới miền Tây, mà chúng ta chưa có ký cho một người ở quê hương nhà. Mà hôm nay là trời xui đất khiến cho chúng ta gặp một bệnh nhân người quê hương nhà. Thì chúng ta cũng đã nói chuyện rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa có cái dịp ngồi đây để nói chuyện với bệnh nhân. Thì nguyên tắc của nhận một bệnh nhân thì cha phải giải thích cho bệnh nhân biết về cái bệnh tình, rồi giải thích cho những người dẫn đến để họ hiểu, để họ chấp nhận cái đường hướng điều trị, thì chúng ta cùng hợp tác điều trị mới hết được. Trước tiên là xin giới thiệu với anh Tám, chủ tịch chữ thập đỏ xã Nhân Kim. Chú Năm là đại diện chính quyền địa phương, anh Chính là chi hội trưởng của chữ thập đỏ, là đây là ban diện trận, đây là ban diện trận, còn Tiến nữa là ban diện trận nữa, nhưng mà lấy bằng chưa kịp. Hôm nay chúng ta có một cái cuộc gặp gỡ nhau để nói chuyện với người bệnh. Thì trước tiên là cha cảm ơn anh Tám đã nhiệt thành chức vụ của mình, dẫn người dân đến đây để chữa trị bệnh. Và khi dẫn đến đây thì anh phải cố gắng để mà hợp tác với cha để làm sao cứu cho người bệnh nhân mình hết được. Cũng như chú Năm, chú cố gắng hợp tác với tụi con để ký xác nhận với người bệnh nhân nhé. Ngày hôm qua anh làm chủ tịch chữ thập đỏ, anh chưa dẫn bệnh nhân nữa, nhưng mà hôm nay là anh nói là già làm đó. Ngày hôm qua anh nói là nhận bệnh nhân của anh mới dẫn, bữa nay anh dẫn được tiếp. Ngày hôm nay người ta nhận gặp thấy cái mạng này, kính cảm ơn. Điều này anh hãy nhớ là anh cảm ơn người bệnh nhé, vì nhờ người bệnh nhân mà làm cho anh có một cái sứ mạng cao cả hơn. Chúng ta cũng vậy ha. Bây giờ cha nói một chút về bệnh tình của ông nha. Bệnh tình của ông là bệnh gút. Gút này được gọi là gút hạng nặng đó, chứ không phải gút hạng nhẹ nha. Gút hạng nặng. Hạng nặng ở chỗ nào? Khi người ta bệnh gút thì điều đầu tiên đó là người ta bị đau nhức thôi, chứ không phải mà nó xì ra khớp tay, khớp chân đó này. Nhưng mà hiện giờ là ông đã xì ra tới đó rồi, cho nên đây là gút hạng nặng rồi. Nhưng mà dân gian người ta hay dí dỏm ra nhau nghe cho nó vui đó. Bệnh gút này là bệnh của vua. Tại sao là bệnh của vua? Là bởi vì ông vua ông không đi làm gì nữa, ông ăn tối ngày rồi cái ông đau nhức xương tay xương chân. Bệnh gút là bệnh của vua. Như vậy thì chắc ông cũng giống vậy không? Ông vua ông ăn rồi ông có tầm mỹ nữ tối ngày trong phòng, ông đâu đi, cho nên ông xì ra khớp tay khớp chân, ông nhức lắm. Nhưng mà ngược lại, nói ngược lại, bệnh gút là bệnh của vua, mà nói ngược lại nó là vua các thứ bệnh. Bệnh gút là bệnh vua các thứ bệnh. Lý do như thế nào? Khi mình mắc một cái cơn bệnh gút rồi thì nó phá hết lục phủ ngũ tạng của mình. Mà hiện giờ nó đang phá đến thận, nó đang tàn phá đến thận. Mà nếu mà ông chậm trễ nữa thì không ai cứu được, không cứu nổi. Mà bệnh gút này không có một cái loại thuốc đặc trị nào cho ông. Nếu ông không chạy đến đây thì không có loại thuốc đặc trị. Nhưng mà trong con người ta thì có hai cái loại bệnh nó trực hờ. Một là ông sẽ tiểu đường, hai là ông sẽ bệnh gút. Nếu ông bị gút thì ông vĩnh viễn không có tiểu đường. Mà nếu ông tiểu đường thì ông vĩnh viễn không có bị gút. Là tại sao? Tại vì khi cơ thể mình nạp cái thức ăn mà không nano, gọi là thức ăn động vật vào, thì
thì khi đó cơ thể mình nó làm việc thì cái giống như là cái bàn gằn ở trong nhân cơ thể mình á, có một cái bàn gằn nó xuống múa vậy đó, cho múa chào thì cái cục nó quấn bể múa rồi múa rớt xuống cái bàn gằn này, thì cái lúa nào lúa chắc thì nó xuống đây, thì lúa lép thì nó ra thẳng luôn, còn lúa đực thì nó ra đây, thì lúa chắc thì nó thẳng luôn này, thì nó có một bàn gằn này, thì trong cơ thể mình nó cũng có, mình nói ra nôm na thôi nha, trong cơ thể mình cũng có cái bàn gằn khi mình ăn vào. Mà nếu như cái bàn gằn mình mà nó lủng một lỗ đây thì bắt đầu mình tiểu đường liền, mình tiểu hết tất cả những chất bổ đâu mà ta gọi là tiểu đường. Vậy thì cái lỗ lủng này nè, không có thuốc nào đặc trị. Nếu như không có cái phác đồ điều trị cho nó thì không có thuốc tây nào mà làm cho nó liền cái lỗ này được. Vì mình đã bị lủng, cái bàn gằn mình bị lủng rồi. Ngược lại bây giờ cái người bệnh tiểu đường là cái bàn gằn bị lủng, cho nên mình đái hết những cái chất bổ ra đây, khoa học gọi là đái tháo đường nha, giao hủy cái bàn gằn này lủng. Mà bàn gằn này lủng không có thuốc nào cứu chữa được chỗ này, chỉ có cái phác đồ điều trị của bệnh tiểu đường thì có thể mình sẽ chữa lại phác đồ, mình sẽ chữa lại nó lành. Còn ngược lại bây giờ cái bàn gằn của ông nó không bị lủng, cho nên ông ăn hết nhưng bao nhiêu vô chất đạm chất béo vô bắt đầu nó động lại. Giống như là mình nói đơn giản dễ hiểu là mình bỏ nước vô cái ấm mình nấu, thì mình nấu ngày hôm nay thì mình chưa thấy gì, nấu ngày mai chưa thấy gì, nấu ngày mốt nấu nhiều lần thì mình xắt nước ra thì cái tích ấm mình nó động lại, thấy nè, nó động lại cái chất cứng á, thì cái chất cứng đó được gọi là chất dôi hay chất rắn ở trong cái ấm nước đó, nó gọi là chất rắn. Mình lâu lâu mình cười răng cục đúng không, nó cứng ngắc như xi măng vậy, thì trong cơ thể mình nó không bị lủng cho nên nó động lại. Mà cái chất đó là cái chất phải dùng một cái loại thuốc đặc trị, nó là sói rừng. Phải dùng cây sói rừng và cây rau mèo, đây là hai con động vật dữ nhất ở trong rừng. Cái bệnh của ông bây giờ phải dùng đến sói rừng, cái cây sói rừng và cái cây rau mèo. Hai cái cây này nó là một cái loại thuốc đặc trị để mà gọi là tẩy cái chất đó ra. Bên cạnh đó phải đắp bó mỗi ngày làm cho nó thư giãn trở lại, thì những cái khớp gối của ông nó mới hết được, những cái khớp tay khớp chân nó mới hết cộng chất này được. Nhưng mà phải dùng hai cái loại đặc trị đó, một là sói rừng, hai là cây rau mèo, mà rõ ràng khoa học nó đặt tên hay thiệt, đặt tên hai con cọp dữ, hai con thú dữ không là tự. Mà cái bệnh này nãy ta nói là bệnh vua của các loại bệnh, cho nên nếu mà không có dùng cái cây sói rừng như cây rau mèo đây, cây rau mèo mà chúng ta đang trồng đây này, nó xanh á đó, cái cây đó là đang nó đang khiêu chiến cái trị bệnh gút với cây sói rừng nó nằm dưới hè nha. Vậy cái bệnh của ông phải dùng hai cái loại thuốc đặc trị này, mà không phải ngày nào ông cũng uống đó. Tùy cái ban viện chẩn này định liệu cho ông uống thứ gì thì ông uống thứ đó nha, để cho nó tẩy đi cái chất mà nãy mình nói dính với cái lá ấm vậy đó, nó tẩy hết những chất đó. Bên cạnh đó, từ nay đến ngày mà ông hết bệnh đó, ông nạp vào cơ thể ông cái gì là ông không được yêu cầu. Vì nếu ông yêu cầu ông nạp, ông muốn ăn cái gì đó là ông không có bệnh được. Ở đây ban viện chẩn cho ông ăn cái gì thì ông sẽ được ăn cái đó nha. Còn ông không được yêu cầu, vì nếu ông yêu cầu là đây trị hết. Bởi vì người ta chống chọi với cái chất cứng đó, cái gọi là cái chất dơ, mình tạm thời gọi là chất dơ nằm trong thức ăn, đang chống chọi với nó. Mà nếu mà ông nạp vô nữa thì sao chống được đó nè. Giống như cái nhà ông bây giờ nó đang sập cái cây, bây giờ ta đang chổi lên mà ông cứ quạt gió lên còn sao chống nổi thế nè. Vậy ông phải nhớ nha, từ nay đến ngày ông hết bệnh, ông không có một cái yêu cầu gì hết, được không? Ông chấp nhận điều này không? Ông phải chấp nhận điều này nha, mới trị hết bệnh nha. Còn nếu mà đang trị bệnh giữa chừng mà ông đòi ăn này ăn kia là trị không được, nhất định trị không được. Rồi bây giờ cha nói tiếp, tại sao ông bị bệnh này? Là do trong cái quá trình mà ông đang sống đó, ông nạp những cái thức ăn mà không nano vào cơ thể ông, cho nên bây giờ nó tồn động lại những chất độc trong người, mà thay vì nó làm tiểu đường ông
thì ông tiểu đường mà nó sang qua gút, mà cái thằng tiểu đường thì nó nhẹ hơn cái thằng gút, bởi vì hồi nãy cha nó gút là vua các loại bệnh, nó là bệnh bốn vua, mà nó là vua các loại bệnh tàn phá hết tục cụ thể giờ nó đang tàn phá thẳng, mà hẳn chi nó tàn phá lên trên á, lên trên này thì đỡ, bây giờ nó đang tàn phá tới cái thận. Mà trong con người ta cái điểm cuối cùng là tái thận đó, thế này mà nó đang tàn phá thận rồi, giờ trên này có tốt cỡ nào anh cũng bí đái anh chết, đó này bí đái là chết ngay à, nó di căn qua thận đó. Vậy nếu ông ở nhà thì ông không có phương pháp nào để ông làm cho hết bệnh. Ông phải nhớ nè, khi một người mà bác sĩ đã chỉ định bệnh gút rồi thì người đó tuyệt đối không được can thiệp vào cái bệnh đó. Hãy để những người có phụ trách, những người có kinh nghiệm, người ta sẽ can thiệp dùng cho mình mới hết bệnh. Còn nếu mình tự mình mua thuốc tay về uống, hay là mình nghĩ thuốc này uống hết, hay là những ông thầy này bài, thầy kia bài, thầy nọ bài, không được nghe. Vì nếu mình càng uống nó càng tàn phá thêm, chứ nó không có lợi cho cái bệnh đó mà nó tàn phá thêm nghe nội tạng của mình nữa, thì mình gặp khó nhiều hơn. Vậy cái chính của ông ở đây là ông đã từng ăn sai tất cả. Mà thức ăn này khoa học gọi là thức ăn không nano. Do vậy khi ông ăn cái động vật vào thì bây giờ nó sẽ động lại hết những cái gọi là những cái chất mà nó không nano. Mình không được gọi nó là chất độc, mà mình gọi nó là chất không nano, thì nó sẽ động lại cơ thể mình. Còn nếu mình ăn trái cây mang hạt giống thì đây là cái chất nano. Mình ăn vào là nó đi, nó hút rút vào cơ thể mình rồi sau đó nó giải tán, nó sẽ thải ra, hoặc là nó sẽ làm lại những chất bổ để nuôi sống mình. Vậy thì anh có thấy sợ không? Dạ. Anh chưa bị gút á, chứ không phải anh giống như ông này bây giờ thử thử ăn một miếng gì mà có cái đạm nhất liền không? Thử thử ăn miếng thịt chó đi, thử thử ăn con tôm đi, nằm 3 ngày chứ sao? Phải vậy không? Hồi đó giờ có ăn tôm không? Hồi bệnh tới giờ thử. Nhưng mà trước đó có ăn không? Hồi bệnh tới giờ ăn cái gì? Cũng ăn cá thịt mà heo thôi chứ không ăn cái tôm con tôm là không ạ. Có uống rượu không? Thì nghĩ là bệnh là nghĩ luôn. Bây giờ cho đến ngày ông hết từ hôm nay nha, cho đến ngày mà mấy ông này ký quyết định cho ông ra viện là ông không được phép đòi ăn gì hết. Tụi này mới ký được à. Còn nếu mà ông đòi ăn là tụi này không ký mà cho ông về nữa, bị giữ sai thác đồ. Sai thác đồ là không nhận bệnh không nha. Ở đây có nhiều người sai thác đồ, để nói trước cho ông luôn để ông coi là đặng lòng trước mới làm sao. Ở đây có rất nhiều người sai thác đồ, hoặc từ họ bỏ về, hoặc từ họ xin về, hoặc ở đây khước từ họ, được gọi là chạy bệnh, duy trì ổn độ nha. Mà đó là những căn bệnh nan y, thì căn bệnh của ông nó cũng là nan y như vậy. Ông bây giờ ông nếu ông về nhà nếu muốn thuốc tây thì ông sẽ ôm cái bệnh đó nó đi theo ông tới ngày chết luôn, không có thể nào chống chọi. Nhưng mà ở đây mọi người sẽ cùng với ông chống chọi nha. Và cái phát đồ này không phải tụi này khó với ông, không phải cha khó với ông, nhưng cái bệnh của ông nó khó với ông. Ví dụ như cha từng sử dụng á, bây giờ cha xây một căn nhà 10 tầng thì cái nhà này nó đòi cái giàn giáo nghiêm chỉnh mới lên tới đó được. Chứ mà nếu giàn giáo mà bằng cái tre dám lên tới 10 tầng không? Giàn giáo phải nghiêm chỉnh mới lên đó, là không phải là mình đòi giàn giáo mà cái nhà nó đòi, cái nhà 10 tầng nó đòi cái giàn giáo. Thì cái phát đồ này là cái bệnh này nó đòi chứ không phải là mình đòi. Mình đâu có ép ổng không ăn gì, nhưng mà cái bệnh ổng nó đòi thì ổng phải ngưng như vậy. Thấy không? Ông phải hiểu chỗ này rồi mới cứu ông được nha. Ừ. Vì cái bệnh này nó là bệnh vua các loại bệnh. Cái thằng ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú nó sòn lắm. Nó thường dữ. Tại vì nó chỉ có những cái tế bào ung thư mình khống chế nó là nó xong. Còn cái thằng gút này là nó thâm nhập hết vào tất cả các bộ xương khớp trong cơ thể. Chỗ nào có xương, có khớp, có khung, có cục là nó tụ lại. Và khi nó tụ lại rồi nó phá, chỗ nào phá được rồi. Cho nên tôi gọi là vô các bộ nha. Ông phải nhớ điều này nha. Khi ông vô trong phòng khám này rồi thì ông được quyền, ông không được quyền đi đâu, ông không được quyền đòi ra ngoài hay đi đâu. Thí dụ như ban viện chẳng muốn ông ở đây điều trị 5 ngày thì ông phải ở đây. Ban viện chẳng muốn ông ra nhà trọ là ông ra nhà trọ. Chứ ông không nói là thôi giờ tôi ở đây hoặc tôi ra nhà trọ, ông không được yêu cầu nữa.
khi thấy lúc nào cần ông về đây là ông về đây, mà lúc nào cần đưa ông đi là ông đưa đi. Cụ thể bắt đầu ông đang nhận bệnh xong là ông phải ở đây, chừng nào ban diễn chẳng thấy ông có khả năng ra ngoài kia được là cho ra nha. Thì khi ông ra ngoài đó được có nghĩa là ông tự sống một mình được, tức là bác sĩ ở đây can thiệp ít hơn. Còn ngay bây giờ là các bác sĩ này phải can thiệp tuyệt đối 100% nha. Và cái thức ăn mà dành cho ông bắt đầu từ kể từ hôm nay là cháo nước, cháo mà nấu thành nước ông ăn được không? Ông có suy nghĩ kỹ vụ này chưa? Suy nghĩ kỹ chưa? Quyết tâm không? Nói chung vì mạng sống ha, vì cái mà sức sống của mình, vì sự sống của mình thì phải cố. Nhưng mà nói như chú Lâm có một lần nào chú Lâm nói đó, đâu phải người ta bắt mình ăn thế suốt đời, ăn trong cái giai đoạn nào. Chú Lâm thử chú Lâm nói lại điều đó cho ông nghe không? Đúng là cái thời gian bệnh thì phải theo cái phác đồ đó, cũng như là cha từ nói nếu là mình sai phác đồ đó thì tự là trở lại là bắt đầu, mà tự là bắt đầu nó khó nè, khó lắm, khó là chứ đâu phải dễ đâu. Cố gắng lại, bởi vì là anh nói này chuyện qua anh nói rồi, bây giờ gia đình phải có những cái là phải tin tưởng, mà trong đó thì phải trị được lâu dài từ nào bệnh mà theo phác đồ đó, chứ đừng nói bây giờ tại sao là từ nữa là không cho về nhà, lý do là cháu quá bắt đầu về nhà thấy tật rồi này họ là bước nữa không lấy ăn á, cái đó là sơn đầu đó, là sơn đầu đó lại đang cố gắng. Còn cái chuyện là ăn thì khi nào hết bệnh lành bệnh có nhận ra lai lai nhậu được thấy cho cái gì đâu đó, đúng lại như có gì mà cái đó là cái bệnh gì này cũng đang cố gắng tại cái chuyện cho từ thôi, tại mình ăn quá động vật quá thì sao lại nghiên cứu trở lại, ví dụ mà bỏ được thì bỏ nên bỏ bệnh cuộc đời còn lại ta sẽ ráng cố gắng đó trong thời gian hết bệnh rồi mình tin tưởng là dù là ăn cây cỏ thì cái chuyện mình cố gắng mình ăn đúng vậy đúng không? Giống như cái ông Lâm Văn Sái hôm nay là ung thư giai đoạn 4 á, hôm nay là mình ký quyết định cho ông về hết ung thư, ông ăn gì ăn đi, không bàn với ông nữa đó, ông bàn là ông muốn ăn gì ăn đó. Tự suy nghĩ bằng tự suy nghĩ, thấy mình đem kết quả thì mình cứ tiếp tục nữa thì tốt. Đúng vậy. Riêng về anh Tám thì có khuyên giúp tụi em gì không? Xin mời có ý kiến. Bữa nay thì cái lần đầu tiên là phải nói cho đó giờ là chưa hay ở giờ địa phương nói chứ chưa, nhưng mà lần đầu tiên. Đầu tiên ngồi đây để là nhận bệnh cho anh cũng là người địa phương đây. Thì nãy giờ có linh mục đó đã nói tận tình những cái theo cái pháp đồ để trị đó. Thì riêng Tám thì cũng thôi giờ cái mình cũng quyết tâm đi, vì mạng sống của chúng ta tất cả trơn luôn, bởi vì mình bệnh thì phải quyết tâm cho mình trị hết bệnh chứ đâu phải mà bác sĩ hết, thì mình ráng cố gắng quyết tâm phải theo cho bằng được là theo lời của trong cái là các cái là nhiệm vụ của pháp đồ là được đưa ra đó, thì cố gắng nha, để chúc cho được là hoàn thành là cái trong cái điều trị không có đổi hướng gì trên, đổi quyết tâm là coi như phải bằng được là cho tốt cho sức khỏe mình rồi chú. Thôi thì dạ. Như vậy chú Năm, chú Năm là người chính quyền địa phương áp dụng lớn mình, rồi anh Tám là chữ thập đỏ của xã Yên Kim, thì bệnh nhân là người của địa phương mình, thì ông phải ráng nghe lời hai ông này nha. Tụi này cha và ban diễn dẫn sẽ cố gắng trị cho ông nha, mọi người sẽ lên xuồng cùng trị với ông để cho ông hết bệnh để ông trở về quê hương nha. Điều quan trọng là cha mong mỏi ông không được đi sai phác đồ nha, để ông mau được lành bệnh thôi nha. Khi ông vô trong này ông trị bệnh thì cha sẽ cho ông làm một cái đơn xin khám chữa bệnh nha. Cái đơn xin khám chữa bệnh này cha đọc cho ông nghe nha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin khám chữa bệnh. Tôi đứng tên dưới đây là tên của ông, ngày tháng năm sinh của ông, cư ngụ tại đâu, số chứng minh, ngày cấp, nơi cấp, chức vụ, nghề nghiệp, số điện thoại. Ví dụ nè, tên của ông là gì nè? Trương Minh Hoàng. Trương Minh Hoàng. Sinh năm mấy? 1951. Cư ngụ tại ấp? Ấp Rạch. Xã Vĩnh Hòa. Xã Vĩnh Hòa. Quyện. Số chứng minh nhân dân mình ghi sao? Ngày cấp, nơi cấp, chức vụ nghề nghiệp. Làm ruộng mà trước đây là chức vụ gì? Chức vụ ngành đó là
làm chữ thập đỏ nữa, rồi lát nữa mình ghi chức vụ là chữ thập đỏ. Ha, à, nói chung là ông có tuổi đảng nha, có tuổi đảng, có vô đảng không? Có là đảng viên ha. Vậy mình để là chức vụ nghề nghiệp là đảng viên nha. Thấy chú Lâm nha, chức vụ nghề nghiệp là đảng viên ha. Rồi số điện thoại ông đã ghi ở đây. Là bây giờ đọc thế nè: hôm nay tôi làm đơn này kính xin tiễn hội chữ thập đỏ yêu thương cho không, cho tôi được khám chữa bệnh tại phòng khám đông y Diệp Y Đạo, địa chỉ số 94 ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Lý do tôi mang căn bệnh là gút, lát nữa ghi chữ gút vô đây nha, là căn bệnh hiểm nghèo. Đồng ý không nè, đây là căn bệnh hiểm nghèo. Hiểm nghèo có nghĩa là nó khó chữa, hiểm là nó khó khăn, nghèo là hết tiền, chữa hết tiền không hết bệnh, hiểm nghèo. Tôi không còn tiền chạy chữa nên tôi làm đơn này kính xin điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho không, cho tôi được khám chữa bệnh miễn phí nha. Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của phòng khám yêu thương cho không, xin chân thành biết ơn. Đây là cái nội dung mà ông ghi trong này. Trước khi ông vào khám bệnh ông phải làm cái đơn này, để ngày mà ông ra viện đó ông sẽ không bị ai đòi tiền. Còn nếu mà ông không ký vô đây, tới ngày ra viện đó là ông 10 tỷ ông. Cho nên mình cho không nhưng mà phải có đơn từ. Và đó là một cái thuận lợi cho ông, rồi một cái thuận lợi cho ban diện chẳng về chính quyền địa phương. Ví dụ không làm cái giấy này, ông nói trời ơi cái ông năm với ông tám dẫn tôi đi khám bệnh xong rồi tôi phải cúng cho ông 20 triệu, ví dụ vậy, kẹt cho mấy ông chính quyền này nữa tội nghiệp. Thôi nè, anh tám đồng ý không nè, đó tội nghiệp lắm. Thôi thì giờ ông muốn khám bệnh mà không miễn phí, ông phải ký tên cho đây, chịu không? Ký tên để khám bệnh không tốn tiền á, ông chịu không? Rồi chịu, ký vô đây. Rồi ký đi, viết tên họ này, ký ghi rõ họ tên, mình phải làm rõ ràng nha chú Năm, phải ráng viết. Hồi xưa là làm phòng thương nghiệp ở xã mình đây hả? Xã Vĩnh Kim mình hả? Rồi đến đây là cha, đến đây là khi mà ông đã ký một cái quyết định vào cái đơn này thì cha chúc mừng ông là bắt đầu từ hôm nay trở đi là ông không còn chữa bệnh cũng phải trả tiền. Khi cha nhát cái mộc này vô rồi là ông không phải trả tiền gì chữa bệnh này nha. Chúc mừng ông nha. Yêu thương cho không nha. Rồi một cái đơn thứ hai mà ông phải làm, mà nếu ông không làm tụi này không dám chữa bệnh cho ông. Do bởi cái bệnh này là bệnh lớn, bệnh chết người, vì thế mà không biết là trong quá trình điều trị từ nay đến ngày mà ông hết bệnh, lỡ khi xảy ra trúng gió hay nhức đầu hay sổ mũi, thì lỡ khi chết đi con người của ông, thì ông thưa tụi này không dám, tụi này đi ở tù cái đó, ban diện chẳng đi mà hai anh này cũng đi luôn nữa. Không nè, vậy thì trước khi ông vô ông khám bệnh ở đây thì ông phải làm một cái giấy cam kết nha. Để cha đọc giấy cam kết cho ông nghe. Giấy cam kết khám bệnh tôi đứng tên dưới đây là tên họ và tên của ông, năm sinh, ngày tháng, cư ngụ, chức vụ, nghề nghiệp, nhân dân. Nay tôi làm giấy cam kết này trước mặt cha Phêrô Nguyên Tường, ban diện chẳng cùng với chính quyền địa phương. Tôi hứa là tôi sẽ tuân thủ phát đồ điều trị của phòng khám. Chỗ này quan trọng lắm mà nghe. Ông hứa với chính quyền địa phương với ban diện chẳng nha. Nếu ngày nào tôi còn điều trị bệnh, tôi sẽ tuân thủ. Nếu tôi làm sai phát đồ của phòng khám, tôi sẽ tự ra khỏi phòng khám. Ông có nghe rõ không? Nếu như trong quá trình điều trị mà tôi có lỡ chết, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Gia đình của tôi, những người thân của tôi không được thưa kiện và truy cứu. Ông có chịu chỗ này không? Ở đâu về đi khám bệnh cũng vậy hết á. Anh Tám đồng ý không? Chứ giờ tụi mình đang chữa trong này mà lỡ chết thì nó tụt luôn. La, miệng đội, miệng cái nọ chứ. Khó lắm. Đây là lời hứa của tôi trước mặt cha Tường, ban diện chẳng và chính quyền địa phương. Tôi hứa trước khi tôi ký cam kết. Năm có đồng ý không? Anh Tám, anh Năm đồng ý tên gì không? Rồi ha. Như vậy là có gì xảy ra thì lỡ mình có chết, mình vui vẻ mình chết nha. Còn nếu mình sống là mình vinh quang vô cùng, mà mình chết mình cũng vinh quang nữa. Bởi vì đây là đường cuối cùng, đây là cửa cuối cùng nha. Rồi vậy thì mời ông ký vô đây nha. Chỉ cho anh Tám lấy cái mọc, cái này mọc cho đây, ký này ta biết rồi.
Không, chú 5 ký được rồi, chú 5 ký bao ạ? Nếu mà được ra nó giúp thì nó có biết. Rồi đi xuống dưới mình nói con ảnh không có nhà. Rồi, ký miếng dưới nữa. Còn cái giếng nữa. Chú 5 ký một trứng bò. Đó đúng rồi. Đây 8 ký rồi, 8 rồi. Rồi, đóng ngọt vô. Bây giờ kể cả cha cũng ký vào đây. Cha là người chịu trách nhiệm sau cùng nha. Để ký quyết định để chữa bệnh cho. Coi như là đây là cái quyết định để cứu ông nha. Mọi người ban diện chẳng cũng đã ký tên hết trong này. Đây là 6-7 người ký tên trong này để cứu ông nha. Ông phải cố gắng lên nha, trong đó có cha ký luôn. Cha ký để quyết định giúp cho ông. Cha sẽ gửi lại cho ông chủ tịch chữ thập đỏ một bản này. Ông chủ tịch chữ thập đỏ sẽ giữ cái bản này trong người. Để khi mà ông chủ tịch xã có hỏi ông dẫn người đi đâu, thì ông chủ tịch chữ thập đỏ sẽ có cái bằng chứng này trình lại cho ủy ban xã, sẽ gửi lại bản này cho anh. Bản này là bản hợp pháp nha. Ghi họ tên. Chút nữa thầy Thanh ghi, chút nữa thầy Thanh ghi rồi để vô nha. Coi như là anh sẽ nhận cái bản này. Thì bữa nào cũng được, nhưng mà anh phải giữ là bản để như theo chủ tịch xã. Ông thấy anh ký rồi, ông nói ở này là anh là người của ông, nhưng mà ông phải thấy ra từ ký. Thì như vậy là rõ ràng là ông cho từng đã nhận bệnh với anh, chứ không phải là anh đi đang làm gì sai nha. Thì các pháp lý nó phải rõ ràng như vậy nha. Thì như vậy thì bây giờ ông sẽ được tự do khám bệnh ở đây. Cho đến ngày ông ra viện thì ban viện chẩn sẽ đủ cách để viện chẩn cho ông. Viện kiểu này, kiểu nọ, kiểu kia làm sao cho ông hết bệnh thì về. Nhưng ông ơi, ông phải nhớ điều này nè. Điều cuối cùng cha nhắc ông là ông đến đây ông chữa bệnh thì ông phải có cái tâm nguyện. Khi ông hết bệnh rồi, ông sẽ làm gì cho đời hay cho ông hay cho gia đình, đó là cái tâm nguyện của ông tự ông đặt ra nha. Rồi để ông cứu ông nha. Ban chính quyền các cấp địa phương, ban nhiệm chẳng đều đủ cách cứu ông, nhưng người quan trọng là chính ông nha. Người quan trọng là chính ông phải tự cứu lấy ông, còn tụi này cũng chỉ là hỗ trợ để cứu ông. Còn chính ông phải đứng lên, phải mạnh mẽ lên. Vì ông đã ăn sai thức ăn, bây giờ ông phải dẹp cái đó để ông hết bệnh nha. Dẹp cái đó để ông hết bệnh. Cụ thể là ăn cháo trắng nha. Vậy thì chương trình làm hồ sơ đến đây là mình có một hồ sơ chính thức công khai giữa chính quyền, giữa địa phương, giữa pháp lý đâu đó đàng hoàng hết. Thì mình cứ chữa thôi nha. Có chuyện gì thì mình cứ thông báo cho nha. Thầy sẽ có ý kiến gì đâu. Thôi vậy thôi, mình đứng lên nghỉ nha. Sáng danh đức Chúa Cha, thế đã có trước trong cùng ngày bây giờ. Còn cái gì danh Chúa nhân từ cho em bệnh linh hồn người lên chữa nghỉ thôi. Mời anh Tám với chú Năm đi theo bệnh nhân vô phòng khám, là đưa tới nơi vô phòng khám. Xin mời mấy thầy đi cảnh cho bệnh nhân. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa.
xin tha thiết thượng đế muôn tình lân ái, xin hãy độ đầy linh hồn tình yêu thiên tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết